Tôn vị xin chào cô chú và các anh chị thân mến. Hôm nay chúng ta sẽ đến với phần tiếp theo của câu chuyện Cô Hương đi tìm ân nhân cứu mạng năm xưa. Thưa quý vị, cách đây khoảng 4-5 ngày thì Tôn vị có tiếp nhận một thông tin của từ cô Hương gọi về từ Mỹ. Cô có tha thiết mong muốn Tôn vị kiếm lại thân nhân mà đã cứu mạng cô năm xưa. Theo như thông tin mà cô cung cấp thì vào khoảng năm 1981 hoặc 82 thì lúc đó cô đi vượt biên. Và khi mà đang còn ở trong bờ đó thì cô xuất phát từ thị nghè của thành phố Hồ Chí Minh. Thì khi đó cô đang còn di chuyển từ trên một chiếc ghe thì không may đã bị cái ghe đó đắm. Vì vậy cho nên là đã có một ân nhân đã cứu vớt cô và con của cô. Và trong lúc đó thì cũng vội vàng và điều kiện cũng khó khăn, nên là cô không kịp tạ ơn cái người ân nhân đó. Vì vậy, suốt trong những năm qua thì cô vẫn luôn ghi nhớ trong lòng và mang ơn người đã cứu mạng cô năm xưa. Vì vậy, cô đã lên chương trình để mong muốn kiếm lại ân nhân để có lời cảm ơn đối với ân nhân đó. Sau khi Tuấn Vị cập nhật thông tin, thì Tuấn Vị đã nhận được một số nguồn tin. Và có một nguồn tin mà Tuấn Vị thấy xác thực nhất, đó là chị Ánh đang ngồi trước màn hình. Thì tuy nhiên trong quá trình xác minh thì Tuấn Vị thấy cũng có những người liên quan. Vì vậy cho nên Tuấn Vị muốn cập nhật video này để mong muốn kiếm được người liên quan để cùng xác thực xem cái người mà cứu cô năm xưa là ai. Và giờ đây mời cô chú anh chị chúng ta cùng nghe chị Ánh chia sẻ. Và sau đó thì sẽ gặp chị Ánh cùng cô Hương, sẽ được cùng trò chuyện với nhau. Rất mong được sự quan tâm của cộng đồng và tìm đúng người để cho cô Hương có đôi lời cảm ơn, cũng như là đó là cái nguyện vọng của cô. Giờ đây mời cô chú anh chị chúng ta cùng theo dõi chương trình. Chị xem cái video rồi đúng không chị? Có, chị có xem video, chị nhắn em từ ban đầu. Chị biết là chuyện này làm, em biết sao chứ, ngày xưa là bên là kinh cầu xuống thì là nguyên cái đám mà xe ghe mà đi vượt biên mà kiểu như là chị kêu tàu Thái Lan á, ở đó đổ nước là người đổ nước bên bờ, đổ nước chị hứng nước bên bờ bên này, chị qua bờ bên này chị đổ lại cho mấy cái tàu đấy. Mà hôm đó cô kiếm chị không có, nó không lấy lại chị đi lễ, chị về thì chị thấy đông lắm, mà thấy chị anh của chị á, mà anh cũng mới mất được hơn năm nay rồi, anh kéo cái phi lên, nó hỏi chị mới hỏi cái gì vậy mà đông vậy. Cái con gái em của chị nhỏ kế chị là nó, chị là sinh năm 68, con bé kia là sinh 70. Nó nay là con nhỏ em chỉ tên là Mỹ Loan, còn chị là mà tên trong là chị Mỹ Liên, nhưng mà ở ngoài thì gọi chị là chính là anh Ánh. Đó, nên hẳn ngà chị mới hỏi làm cái gì mà đâu rồi. Em chị nó nói là mà cô kiếm người em chị cái cô đó năm đó chị nghĩ chị không nghĩ không làm chứ cô chị hoặc ba mươi mấy tuổi rồi. Có thằng con trai hắn ta 7-8 tuổi cô xuống là chị chở đò qua, chở đò lại, chị là chị người chở đò hay chở đò. Mà chị Liên đó, chị mới bắt Bắc Cường là chị dâu của mẹ chị. Bắc Cường là chị dâu của mẹ chị, còn cái ông Hùng là ba của chị. Là làm cái bè nổi ở bên bờ mấy bên này nè. Còn hắn cô là mà chị đổ nước bên này, chị biết chở qua bên bờ này cô đổ ghi chị chơi cô. Còn hôm đó là chị không có, chị đi lễ chị không có ở nhà, cô mới lại đi mượn cái thuyền cô đi qua bên này cô đổ nước. Thì nó hắn về chị mới thấy em anh của chị là cái ông mà mới chết á, ông kéo cái phi lên mà ông kéo cột ngang cái gì ông kéo cái gì ông lặn phía sau ông kéo phi lên. Chị mới nói là ủa cái gì vậy, hay là cái gì vậy la. Thế nên hắn nhà cô kêu người đổ nước mà không có ai đổ, cô mượn phi mới mượn cái thuyền cô qua cô đổ, sao hai con chìm mà uống nước gần chết. Mà chị lại bây giờ chị không có nhớ ai, bây giờ lâu lắm cách đi mấy chục năm chị không có nhớ ai mà đổ. Nên vậy chị muốn gặp cô là chị để chị nói chuyện cô là cô tả người. Chị sẽ biết là trong đó chỉ có nếu mà hai cú là chỉ có anh Phước chị nè. Hỏi về hỏi cô phải tên Phước không? Hay là một là anh Phước, hai nữa là anh ba nhỏ, anh Út nhỏ, anh ở ngoài là người ta anh bán mía, người ta kêu Út mía. Mà lúc mà nhiều khi người ảnh là anh ba nhỏ, mà không biết có phải anh cú hay không chị không biết. Nhưng mấy bên bờ, bên trời, bên nhà này đúng. Bọn chị vô là kiểu như là 5, 80... là tự chị bị giải tỏa đi rồi.
giải tỏa vô trong Văn Thánh, nên giờ tưởng chuyện gì nha. Nói chung là hiện tại chị đang ở Thủ Dạ. Đức. Rồi, rồi cho em hỏi có nghĩa là nếu vậy là theo chị nói là anh của chị cứu đúng không? Chị không nhớ tại lâu lắm mà chị thấy anh chị Cát Huy lên thôi, thấy anh À. Cát Huy chị muốn gặp cái cô đấy, chị hỏi cô đấy có tả người trắng hay đen, anh chị thì đen mà nhưng mà biết mấy người bên bờ bên này chị cũng biết, bên bờ bên này chị cũng biết là ai những ai, còn ba chị là bên này, bên bờ bên này là các hối chiêu, sau cái hối chiêu là sau lưng hối chiêu là cái bè ba chị, cái bè nổi. Và Dạ. bây giờ cô mấy cái tàu Thái Lan hay là gặp gặp trên từ trên cầu thì nhẹ đi dọc xuống là bên, Dạ. nếu mà ngó bên cầu xuống là bên tay phải ngó xuống, còn bên tay trái là bên Trần Trần Thị Nghè. Bên Rồi. tay Trần Thị Nghè nói cô là lũ nước là cô trôi xuống khoảng bao nhiêu mà bao nhiêu xa là chị biết, cái tầm đó là ở đó là chỉ có ba nhà đổ nước thôi, là bà Hòa là chị nghĩ là bà Hòa là không cứu người rồi đó, Út Mía chị kêu Út Mía là Út ảnh cũng hay đổ nước cho chị, là đổ nước bán nước lại như là đổ Huy, mà chị thì chị chở hai cái Huy, chị kè hai Huy, chị qua bên này bờ này bên này. Bây giờ chị năm cái chị mới có hình như là chị không nhớ là chị 13, 14 tuổi đầu chứ cũng không nhiều, năm nay chị Dạ. mới thấy thôi mà chị Rồi. nhớ không có, chị từ hôm ấy chị nghe em giờ mà chị không có nhớ ai tên ai nữa, Rồi, nên cho em chị cũng hỏi. hỏi cô. Rồi, cho em hỏi, ý chị nói đó là bình thường là chị ở nhà là chị Ánh hay đi đổ nước. Nhưng Đúng mà hôm hôm đó là chị Ánh đi nhà thờ hay gì đó đúng thì đúng đúng là chị đi về chị mới đâu mà chị đi rồi. ăn, chị là người ướt cũng lại kéo mấy cái phi lên, kéo cái phi nước, cái phi mà anh cột ngang cái phi anh kéo đang kéo lên, chị mới hỏi cái gì về Lan, cái người đang làm nó nói xong chị không đổ nước qua cô đi qua có một cái phi biết là cái thuyền có qua có đổ, sao hai mẹ con chị uống nước gần chết mà Rồi. chị nó nói vậy thôi. Chị này mình bây giờ mình còn nhỏ mình cũng không có qua luôn, qua ngày đằng tháng luôn chứ chị cũng biết, nhưng mà chị Dạ. muốn hỏi gặp cô đi, cô hỏi cô tả người, có thể là chị Rồi. biết cái tên gì Rồi. Rồi em đó. hiểu được cái vấn đề rồi. Vậy thì để bây giờ em kết nối rồi khi nào nói chuyện được thì em sẽ cho chị hay. Có nghĩa là em sẽ kết nối với cô Hương để cô Hương nói chuyện với chị nha. Đúng, Dạ tại chị dạ. muốn hỏi cô đây, cái chị cố tả cái anh đó đang trắng Dạ. hay đen thì có thể chị biết là anh nó tên gì, tại Dạ. vì chị nhỏ lớn mà chị sống Dạ. ở thì nhỏ lớn. Em Dạ. nói cô là chị hay hay chở đò, làm cô biết là nói chị Liên có thẹo ở đây nè, là Ừ. một cái thường á là chị dâu của mẹ chị Dạ. đó, mà chị và bắt cường bắt có đứa con làm đó, chị gặp chị cô chị mới nói chuyện được, tại vì cái lúc Rồi. mà nguyên cái đám đó thì là tại tàu đi một bên không, Rồi. tại vì cái nước bên này bờ còn chở qua bên bờ bên này đổ lại cho người ta nên bà lấy nước ta xài chứ vậy bây giờ là là vậy là chị là con của bác Hùng đúng không? đúng Dạ là rồi, chị em cũng đâu đó mà tới mười mấy anh em rồi mà. dạ dạ rồi, ok, vậy là có manh mối rồi đó chị, rồi để em kết nối thì có gì đôi bên nói chuyện với nhau nha chị nha. Dạ thưa cô Hương, là hôm nay con kết nối cho cô Hương với chị Ánh được nói chuyện với nhau. Thì như cái phần trước á, thì là con có giới thiệu đến cô là chị Ánh đây, là chị nói là trước đây là chị có biết được cái sự kiện đó. Vì vậy cho nên là bây giờ cô với chị thăm hỏi nhau nha, rồi trò chuyện với nhau coi thử cái chuyện năm xưa coi có đúng cái trường hợp mà cô Hương đang còn ngần kiếm hay không cô hát. Cảm ơn Dạ, Tuấn Vĩ. dạ, dạ. Cảm ơn em. Dạ. Chào cô. Thì bây giờ em xin lỗi em, bây giờ em biết cái gì về cái hôm đó thì em kể cho chị Không nghe với. vậy này, để kể nghe là hôm đó em đi lễ, lúc mà cô mà kêu nước là em không có nhà không đổ được. Cô một phi một thuyền qua đi đổ, mà lúc cô đổ thì mình đâu có biết, lúc về thì thấy ông anh Phước á là anh thấy anh gặn cái ghe lên. Cái mới hỏi con bé em, mới hỏi ủa gì là kia nó nói à, cô hai cha con kêu đổ nước chị không không có người đổ nước, cô một khuyên một xuồng cô đi đổ mà hai mẹ con bị chìm uống nước gần chết đó, là con bé em nó nói vậy. Thế không về nó bây giờ là biết ở dưới sống dưới mấy người kia là trèo lên, còn nói giờ cháu nói cô nghe là nếu không biết kêu chị cô cũng không biết, nhưng mà nói chung là và bên bờ bên kia Dạ bên chạy em xin lỗi. là người đổ nước. Dạ em xin lỗi một chút xíu. Chị Ánh nói chậm lại thôi, bởi vì cái tiếng chị Ánh hơi khó nghe đó. Chị Ánh ngồi sát lại cái màn hình chút xíu đi chị Ánh. Ngồi sát lại cái màn hình chút xíu đi. Dạ ngồi sát lại và chị nói chậm lại giùm em nha. Chị nói rẹn 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 là nghe không có rõ nha chị ha. Dạ Cảm ơn dạ em. Dạ chị kể lại cho cô Hương nghe. Là Cô nghe kịp, bây giờ nói tiếp thì cô nghe kịp. lời lúc mà cháu đi lễ về mới thấy ông anh cũng gạt cái ghe lên lấy cái phi lên,
hỏi con bé em, nó hỏi ủa cái gì vậy? Nếu nè chị ở phòng cô đổ nước mà không ai đổ nước cô qua, cô mượn ghe cô đi đổ mà hai mẹ con hắn bị chìm ghe uống nước gần chết. Nó nói vậy, nhưng mà biết bây giờ ngồi thì bây giờ còn biết là cái người cứu, nhưng mà bây giờ lâu quá, mấy chục năm đâu có nhận, đâu có nhớ nổi đấy, cô không nhận, không nhớ nổi. Thế là giờ cho nói cô nghe, nếu mà cho nói từng đoạn mà cô mới 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 biết là khúc nào cô chìm nhá. Cái khúc nhà, nhà bên 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 bờ bên này là chạy thì nghe cái gì, có ba người đổ nước là bà Hòa, Út nhỏ mà anh bán mía này, người ta gọi Út mía, với lại chị Phượng, là ba nhà đổ nước. Cô chìm khúc nào? Nếu cô chìm tại chỗ mà đổ nước á, là cô bây giờ cô đổ nước nhà ai cô nhớ không? Cô không nhớ. À đó, bên đó có ba người nhà đổ nước là Út mía, anh nằm chính giữa mà anh Út mía là vợ. Nếu mà cô mà chìm tại cái chỗ đổ nước á, cho nói cô nghe là nếu cô chìm tại chỗ đuối nước thì ở đó có anh hộ em, ổng hay bắt mía ở đấy, ổng nhiều khi ổng đi tới đi lui, nhiều khi cô chìm cô ăn cứu cũng có. Là con nói cho cô ví dụ là cái chốt đầu là cô đuối nước chìm tại chỗ, còn nếu mà cô trôi xuống khúc tí nữa thì là nhà bảo mạng, thì cách cứ mấy chục mét thôi, vì bảo mạng thì có anh xịn em này cũng 70 mấy tuổi rồi, ảnh cũng mà nếu mà cô mà chìm ngay đấy. Còn nếu cô trôi xuống khúc nữa là đó là có anh Thăm, anh Lắc, anh Nước, là mấy người ở bên sông mà cháu biết hết, là biết những người ở bên sống bên sông bên này là cháu biết hết, tại vì nhỏ lớn là đổ nước hướng nước và qua bên bờ bên này đổ, mà bên bờ bên này là cái cầu sở thú đi xuống, mà bên hông cổ hữu kêu tại cô không có biết á, tại vì sở thú thì nghe nghe cái cầu cổng bên này, nhưng mà bên cái bên mà ba cháu đậu là cái bè nổi á, là ông Hùng á, ông đậu đấy là thấy về cháu còn nhỏ mà mới 13, 14 tuổi mà ở đó thì đã sau lưng cái hổ kêu đó, nên cô không nhớ lại, cô mới biết là cái khúc mà cô chuyện khúc nào trên Cô trống này, cũng vậy. anh Phước là con của ai? Anh Phước là anh trai của cháu, là con của bố Hùng luôn, tại Ừ. anh Phước nè, anh Phương này là mấy anh trai á, là anh Phước anh Phương, mà anh Phương anh Phước thì mới anh mới có 60 mấy 70, 60 mấy thôi chứ chưa tới 70, gần 70, nhưng mà anh Phước thì anh chết rồi, anh Phước chết hơn năm nay, còn anh Phương thì bên Mỹ. Thì nói chung là chiếc ghe cô là đậu mé bên đấy, là cô biết anh Phong, anh Đoàn, anh Chánh, những người mà mấy tàu Thái Lan gần cô là khoảng là cái khúc mé bên đấy đó. Còn anh Phương cũng đi vượt biên, anh cũng khóa, mà anh Phước anh lại lên tàu rồi, anh đi rồi mà anh sợ chìm, cái tàu nó bé quá mà anh lại dân với ghe, anh bảo sao mình dân với ghe mà hắn cái tàu thì bé tí mà tới 72 người, thế là anh lội lại nó không đi nữa, mà tàu nó lại qua tới đấy, là người ta gọi điện về là mới biết là tàu lọt, mà cái số anh Phước làm như vậy số lật đật À. thế, mà anh cũng đi biết bao nhiêu lần Bây mà giờ cứ không bị bắt không, rồi chứ anh không thoát được. thì bây giờ để cho nó ngắn gọn á, à, chị hỏi nha. Nếu mà hướng hướng của mà bên sở thú á, mình đứng hướng bên sở thú nha, là mé bên bố Hùng là bên tay trái, còn bà Cường là bên tay phải. Còn nếu mà đối diện ở bên chợ Thị Nghè ngó sang là bố Hùng bên tay phải và bà nhà bà Cường là bên tay trái, đó là như vậy. Rồi rồi chị, em có nhớ cái liên con Bắc Cường không? Biết Dạ chị có chị thẹo ở đây nè. có cái thẹo gai trên lỗ mũi sống mũi này. Nhà Bắc Cường có mấy đứa con? Bắc Nhà Cường Bắc thì Cường sắp là rồi. Bắc Cường á, đúng ra là Bắc Cường là tới bốn đứa con, hai trai hai gái Nhưng mà anh Cường chết rồi. đó. Nhà Bắc Cường là hai vợ chồng hay như thế nào? Bắc Cường không còn chồng. Cường Bắc già Cường chết là năm chồng 75 thôi. chồng bác ấy là coi như lúc năm cái năm 75 về 30 tháng 4 là giải phóng, thì là pháo kích xuống ngay chỗ khu nhà đó là Bắc Cường trai mất. Mà Bắc Cường trai là anh ruột của mẹ. À, chị ơi, để một người trình bày trước hả chị ha, đôi khi hai tiếng nói lên chồng lên nhau á, chồng lên nhau nó không nghe, rồi rồi sau sau đó chị muốn bổ sung gì thêm á thì chị bổ sung nha, nói vậy nó dễ hơn á. Và em cũng thưa anh và thưa cô là thế này, cái việc này á thì là mình cũng để xác định được phần nào thôi, chứ cũng không phải là tra khảo gì hay là không phải À, gì, để mình xác biết xác rồi biết xác xác rồi minh á. Dạ, cô chị ha. em biết em có biết cái người cứu chị là ai không? Nếu nó cũng nói chung là hả,
mình cũng chẳng có biết cái người cứu cô với lại con cô là ai cả, nhưng mà cái trong cái phạm vi Đúng đúng. mà chỗ đổ nước đó là từ ở cái chỗ đổ nước ở đó thì nó chỉ có ba cái nhà cho đổ nước đó, là nhà bà Hòa và nhà của cái anh Út nhỏ là bây giờ người ta gọi là Út Mía đó đó, rồi kế đó là nhà của chị Phượng, thì chỉ có ba cái dãy nhà ở mé bên chợ Thị Nghè cho xóm ghe đổ nước thôi. Em nói thì cái vấn đề mà nhà bác Cường với nhà ông Hùng cái vị trí thì đúng, cô công nhận là đúng, nhưng mà cô muốn kiếm cái người, cô tưởng là em biết cái người nào cứu cô kìa. Không, mà nói người Nói ta chung cô phải phải biết là phút nào chìm, cô người vì mới tại mới vì biết cái hả, tại vì cái trên bờ nó phóng xuống, hả mà trên bờ phóng xuống nó cứu cô đúng không? cô nói vậy là coi như cái người đó ở trên bờ xua nhảy xuống cứu hay Cái nhà, là nhà ở ngay trên ngay nhà, cái nhà ngay tại bờ sông phóng xuống cứu cô lên. là cái nhà ở trên cái nhà, cái anh ở trên nhà bờ sông nhảy xuống phóng cứu. Dạ, em xin cắt lời chút là thế này, kiếm cái người mà cứu cô, nhưng mà tuy nhiên là nó cũng phải có những cái sự mối liên hệ giống như anh chị đây nè, thì có cái sự như anh chị để xác nhận là cái khu vực đó có những ai tên gì, thì bắt đầu khi mình phát sóng lên đó thì hy vọng là những người liên quan đến những người đó sẽ biết, thì đương nhiên là cũng nhờ từ cái sự mà kết nối của từ anh chị, thì mình phải lần từ từ, mình phải lần từ từ. Thì nói chung là hả, Tống Vị nói ra thì mình cũng nói chung là mình đã hiểu trước rồi, những cái điều đó là mình cũng đã thăm dò dùm cho cô ấy, là coi như là cũng 2 ngày nay rồi, nhưng mà hả cũng một số người người ta cũng không có ai hiểu về cái chuyện đó như cả, người ta cũng biết là coi như cái vụ chìm ghe đó thôi, chứ còn người ta cũng không có nhớ là ai là cái người cứu đó, thành ra là mình cũng chưa chưa nắm rõ được cái người cứu, Mà gạo nếu mà này nắm rõ được thì mình đã báo cho cô hôm nay rồi đó, nó là như vậy. gạo này Đó chết là nói vậy là rồi. Tướng hiểu, Tướng Vĩ hiểu rồi đúng không? Dạ, nhưng mà Nếu mà mình em nghĩ là cũng cũng em nghĩ là từ anh chị mà có thể là sẽ ra cái vụ đó, bởi vì là anh chị đã xác định được khu vực đó là có những nhà ai tên gì, ví dụ như chẳng hạn như gia đình như ông Út Mía này, rồi gia đình của anh Hộ, rồi anh gì đó hồi nãy anh có nói đó coi đó. như nói chung là cái anh Út Mía đó với lại hả anh Hổ với lại anh Hổ em á, là cùng chung một nhà, tại vì đó là cái chỗ đó là anh vác mía ở đó lên cái chỗ cái đó chỗ đôi lối đó, nhưng mà nhà của anh Út Mía cũng cho đổ nước luôn đó, nhưng mà hỏi cô ấy là coi như lúc cô đổ nước á, là đổ nước để lấy nước ra để tiêu dùng đó, thì là ở cái nhà tường hay nhà gỗ Nhà đó, tường, nhà tường. nhà tường, vậy là của nhà của bà Hoa rồi, nếu mà nhà Không. tường là của bà Hoa thì ở đó là chỉ có dãy nhà tường thôi là của bà Hoa thôi. Trước tiên là em rất là cảm ơn anh chị đã cung cấp thông tin cho em và cô thêm về cái điều này. Còn vậy là tóm tắt lại câu chuyện đó thì là đây là một cái sự mà chị xác nhận ở khu vực đó có những ai, còn Đúng đúng chưa xác định được người mà cứu cô Hương năm xưa. đúng rồi đúng Tóm rồi, tóm tại tắt câu vì chuyện là như vậy. giải tỏa đi tùm lum, mình chẳng biết người ta ở đâu, nó khổ Rồi, nữa. cho nên là nếu trong tương lai thì khi em phát cái này lên, nếu có ai mà nhận rằng là ngày đó là đã cứu thì em sẽ tiếp nhận. Còn nếu ví dụ như bên anh chị mà anh chị có biết được mấy anh, ví dụ như con của ông Út Mía rồi này kia đó, thì nhờ mấy anh mấy chị hỏi dùm, xác minh dùm nha chị Mà ha. nói chuyện em nghe nha, Út Mía giờ vẫn còn nhé, mới cách đây tuần lễ trước là chị thấy ảnh giao mía ngoài 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 chỗ công ty chị đây đây, Rồi thấy khi ảnh giao rồi, nếu mà ấy thì để chị liên lạc với chị thì không có biết ảnh, nhưng mà chị biết cái chỗ mà ảnh bỏ mía, chị xin thiếu điện thoại ảnh thì chị để chị hỏi trực tiếp ảnh có dính trong cái vụ đó không, chứ anh Út rồi Mía vẫn còn sống mà. dạ rồi vậy một lần nữa thì xin chúc cho chị và cô nhiều sức khỏe, và chúng ta hy vọng là sớm kiếm được người mà cô Hương cần kiếm nha. Thì thôi nhân tiện đây Ừ, thì cũng cảm ơn hai vợ chồng em rất là nhiều, thì mình cứ để thong thả vài ngày xem sao em nhé. đúng rồi. Cảm ơn Tuấn Vĩ rất là nhiều đã kết nối cho cô gặp được hai vợ chồng của hai em đây, rồi cũng xin có lời chúc tới Tuấn Vĩ cũng như là vợ chồng em với lại toàn cộng đồng mạng một lời chúc thật là tốt đẹp nha, chúc mọi người có cuộc sống thứ nhất là bình an hạnh phúc, và cuộc sống thì luôn luôn được ơn trên ban phước nhé. Dạ, Rồi ai ai Phật. rồi con cũng chúc cho cô coi như là mạnh khỏe.
À, và Cảm cả ơn chị nữa, anh. Dạ vâng. gặp nhiều điều tốt đẹp may mắn nhé. Dạ rồi nhờ nhờ anh chị nha, nhờ anh chị rồi có thấy ai khả nghi thì hỏi giùm nha. Rồi Dạ rồi dạ rồi dạ rồi. Hy vọng là mình còn sẽ gặp lại chứ không phải chưa chưa chấm dứt đâu, còn dạ còn dạ gặp lại nhé. dạ Dạ, dạ cũng gần ngày gần lễ phục sinh tới đây, tuần tới là lễ phục sinh nên đang cầu xin Chúa ban hồng ân xuống cho tất cả mọi người và cho cô và em. dạ Cảm dạ ơn, dạ cảm ơn Tuấn Vy nhiều dạ nha, chúc dạ gia đình luôn dạ bình an. chào nhé.